mục tiêu trụ hạng của Đà Nẵng có thành hiện thực hay không phụ thuộc rất nhiều vào kết quả trận đấu này, bởi Sài Gòn đang đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Nếu giành trọn 3 điểm từ tay đối thủ, đội bóng sông Hàn sẽ hơn Sài Gòn 6 điểm và thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng sẽ chút bỏ được áp lực tâm lý khi trên lý thuyết họ chỉ cần thêm 3 điểm ở 3 trận cuối là vẫn giữ được suất chơi ở V-League mùa tới. Tính chất quan trọng của trận đấu khiến cho Sài Gòn phải nỗ lực gấp bội để hy vọng trụ hạng không trở nên mong manh hơn. Đoàn quân huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cần ít nhất 1 điểm để không bị các đối thủ phía trên bỏ lại quá xa. Ở thế dựa chân tường, Sài Gòn không dễ bị đánh bại, và đặc biệt hai lần giành chiến thắng trước Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân hai mùa giải gần đây đang là điểm tựa tâm lý để Sài Gòn hy vọng có điểm. Dự đoán Đà Nẵng sẽ giành chiến thắng trước Sài Gòn với tỷ số 2-1. Hải Phòng vẫn đang chơi rất ấn tượng và là đội bóng duy nhất gây áp lực lên Hà Nội trong cuộc đua tới chức vô địch sau khi đánh bại Sài Gòn ở vòng 22. Đội bóng đất cảng chơi nhiều hơn đối thủ một trận, song nếu tiếp tục giành điểm số tối đa ở trận gặp Hà Tĩnh, sức ép mà họ tạo nên là không nhỏ. Cùng với Romario đang đạt phong độ cao, sự trở lại của Hải Huy và Moses sau án treo giò giúp tuyến giữa của Hải Phòng được củng cố và hy vọng đạt hiệu quả cao hơn. Hà Tĩnh gây nhiều khó khăn và chỉ thiếu chút may mắn, nếu không họ đã có được kết quả khả quan hơn ở trận đấu với Viettel. Dù vậy, cái giá mà đội bóng núi Hồng phải trả cho một điểm ở vòng 22 là không rẻ khi Phi Sơn và Văn Đức dính chấn thương. Cùng với Xuân Hùng, Quách Tân và Xuân Toàn chưa bình phục, lực lượng đá chính của Hà Tĩnh bị suy yếu nghiêm trọng và nguy cơ trắng tay ở chuyến làm khách tại Lạch Tray là rất lớn. Dự đoán Hải Phòng sẽ giành chiến thắng trước Hà Tĩnh với tỷ số 3-1. Sông Lam Nghệ An đối diện với rất nhiều chỉ trích từ các cổ động viên xứ Nghệ khi chỉ giành được một điểm trước Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng cho rằng đây là thời điểm hợp lý để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ khi lực lượng đội bóng chưa đủ mạnh để tranh chấp một vị trí trong top 3. Trên thực tế, nếu kết quả thi đấu không sớm được cải thiện, đội bóng xứ Nghệ sẽ làm mai một niềm tin nơi người hâm mộ và Sông Lam Nghệ An rất cần một chiến thắng trên sân Vinh ở vòng đấu này. Bình Dương đang có vị trí khá an toàn, thậm chí có thể yên tâm trụ hạng khi các đội bóng ở nhóm cuối bảng rất khó để lật ngược tình thế. Nhưng cũng giống như Sông Lam Nghệ An, đội bóng đất thủ đang hứng chịu nhiều chỉ trích do kết quả nghèo nàn trước các đội bóng đang lo trụ hạng và 4 trận gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn không thắng. Nếu quyết tâm cao và chơi hết mình, Bình Dương vẫn có hy vọng kiếm điểm ở chuyến làm khách trên sân Vinh. Dự đoán Sông Lam Nghệ An sẽ giành chiến thắng trước Bình Dương với tỷ số 2-0. Việc vắng tới 5 trụ cột do chấn thương và thẻ phạt đã khiến Thanh Hóa thua ngược Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng trước
Trận thua này có phần nhiều nguyên nhân từ chuyên môn, song nó vẫn khiến huấn luyện viên Vetislav Tanasijevic phải lên tiếng khẳng định đội bóng xứ Thanh đang thi đấu với tinh thần phấn đấu giành thứ hạng cao hơn và không buông xuôi. Thanh Hóa ấp ủ hy vọng gây khó dễ cho Hà Nội để chứng minh động lực thi đấu, nhưng rất khó để họ có thể làm nên chuyện. Hà Nội còn thiếu 8 điểm để chính thức lên ngôi vô địch. Thầy trò huấn luyện viên Chun Jae Ho cũng hiểu rất rõ việc sơ sẩy ở thời điểm này có thể khiến nỗ lực trong cả một giải trở nên vô nghĩa. Đội bóng thủ đô chắc chắn muốn giành trọn 3 điểm từ tay Thanh Hóa để rút ngắn quãng đường về đích, và họ chỉ cần chơi với đúng thực lực, không khó để Hà Nội giành chiến thắng trước đội bóng xứ Thanh. Dự đoán, Hà Nội sẽ giành chiến thắng trước Thanh Hóa với tỷ số 2-1. Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thể giành chiến thắng và chuỗi trận không thắng của thầy trò huấn luyện viên Kiatisak đã nối dài lên 10 trận. Thậm chí, phải nhờ tới một quyết định gây nhiều tranh cãi của trọng tài, đội bóng Phố Núi mới thoát cảnh trắng tay trước Bình Định ở vòng 22. Hoàng Anh Gia Lai không còn mục tiêu để phấn đấu vì một vị trí trong top 3 giờ cũng đã nằm ngoài tầm với. Dù vậy, điều người hâm mộ Phố Núi chờ đợi là thái độ thi đấu tích cực hơn của Hoàng Anh Gia Lai trong phần còn lại của mùa giải. Nam Định đang trong cơn khát điểm khi 4 trận gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chỉ đem về duy nhất một điểm. Áp lực từ cuộc chiến trụ hạng cũng ngày một lớn hơn bởi đội bóng Thành Nam chỉ hơn Sài Gòn duy nhất một điểm và có thể rơi xuống đáy bảng bất cứ lúc nào. Xét về động lực thi đấu, Nam Định nhiều hơn đội chủ nhà ở vòng này và điều đó nhen nhóm hy vọng họ sẽ không tay trắng ra về. Dự đoán, trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai với Nam Định sẽ có tỷ số 1-1. Huấn luyện viên Bejun bày tỏ sự thất vọng khi Viettel bị Hà Tĩnh cầm hòa 0-0 ở vòng 22. Với 3 trận hòa trong 4 trận gần đây, Viettel đã tước bỏ cơ hội cạnh tranh với Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Lúc này, mục tiêu thiết thực nhất với Viettel là một vị trí trong top 3 vào cuối mùa giải. Và để điều đó thành hiện thực, đoàn quân huấn luyện viên Bejun cần giành chiến thắng trước Bình Định ở cuộc đối đầu trên sân hàng đẫy. Nỗi thất vọng đang bao trùm đội bóng đất võ sau trận hòa nhiều tranh cãi trên sân Pleiku. Trên lý thuyết, Bình Định vẫn có thể lên ngôi, nhưng cần tới rất nhiều sự may mắn đến từ kết quả thi đấu của Hà Nội và Hải Phòng. Dù vậy, để bảo toàn vị trí thứ 3 hiện tại, đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cần duy trì sự tập trung cao nhất và không được phép thất bại trong cuộc chạm trán với Viettel. Dự đoán, trận đấu giữa Viettel với Bình Định sẽ có tỷ số 1-1.